Sau Nhật Điện xin chào cả nhà. Em giới thiệu các bác con máy lọc khí Daikin. Ở đây con này em để mã số 16 các bác nhé. Một con máy em đã dọn dẹp cũng khá là sạch sẽ rồi này. Chính thức sáng sủa, nói chung là sạch. Không có chỗ nào mà các bác chê được. Một con máy vỏ nguyên bản. Con này vỏ nguyên bản nó còn rất trắng nhé. Hình thức nói chung là không có gì để chê đâu, hình thức rất là đẹp. Quay các bác nhìn góc cạnh, mọi góc cạnh nhé. À, con này thì đổ biến áp điện 220V rồi này, bên mình cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Còn các cái chức năng ở trên này thì bên em đã test ngon lành hết rồi, cho nên là các bác không cần phải lo gì cả. Đây là đèn tắt, tăng giảm độ ánh sáng này, này eco này, chế độ ở đây là hẹn giờ này, lọc khí nhanh eco này, chế độ tắt bật ion này, tắt bật đèn này, đèn báo timer này, đây là chế độ lọc khí nhanh này, chế độ bù ẩm này, chế độ lọc khí này. Ở đèn đằng trước báo này thì các bạn nhìn ở bên trái này là báo đèn cảm biến bụi nhé, bên phải mùi, nếu mà nó chuyển màu sang vàng cam này thì nó có mùi, hoặc đỏ thì nó có mùi hơn nữa. Đấy, bên trong này thì là hai cột lọc tính điện hai bên. Đối với các cái dòng Daikin đồng hồ hoặc là Daikin bằng trắng ấy, thì nó có hai cột lọc tính điện này, thì nó là cái dòng mà đến bây giờ các cái model đời mới ấy, người ta không làm đâu. Đấy, các model đời mới thì khi các bác mua bây giờ ấy, thì đây là hai cột này, nó máy mở ra nhé, mở ra bên trong nó giờ chỉ còn như thế này thôi, tức là họ cắt giảm hai cái cột lọc tính điện đi rồi. Lý do cắt giảm không phải vì nó không hiệu quả đâu ạ, mà cắt giảm vì nó giảm về giá thành đi. Thì thời bây giờ làm máy nó khá là cạnh tranh về giá, chứ là người ta cắt giảm đi, cho nên cái hiệu quả của nó, tuy là những cái dòng máy này nó sản xuất từ năm 2013-14 đấy, nhưng mà cái tính năng của nó bây giờ vẫn rất là tốt, hiệu quả. Nhiều cái máy thời điểm bây giờ không so sánh được đâu ạ. Thì các bác đừng nghĩ là nó 10 năm rồi mà cái chất lượng nó bây giờ nó không tốt nữa đâu. Không phải là như vậy đâu ạ. Chúng ta theo thời gian thì cái model của mình nó ra những model mới thôi. Nhưng mà trong các cái model mới thì chưa chắc những model mới đã bằng được cái model cũ này đâu. Đấy. Còn đây là cái màng thô nhé. Màng thô này thì khi dùng một thời gian thì mình có thể bỏ ra, mình rửa, mình vệ sinh như cái lưới điều hòa thôi. Còn trong này nó là màng HEPA này. Cái màng này thì bên em thay mới rồi. Đấy, mỗi một lần thay mới thì cái màng này các bác mất 300.000. Mình dùng khoảng 2 năm mình thay một lần, tùy vào cái lượng bụi. Bụi nhiều thì mình có thể giảm cái thời gian đi, mà ít bụi thì mình tăng thời gian lên. Đấy. Nói chung là về chỉ việc cắm điện là dùng thôi, không phải làm gì cả. Còn đây là thanh timer khử khuẩn của con này. Đấy, rất sạch đẹp nhé. Đấy. Chiếc máy này thì dùng cho phòng được khoảng 50-55m² đổ lại. Mình dùng cho phòng khách hay phòng ngủ thì đều ok hết. Nên các bác bây giờ cái máy này nó khá là rẻ, có 2,3 triệu thôi, cho nên là các bác cứ mua cái máy to này mà công suất lớn, mình dùng cho phòng khách phòng ngủ đều rất là tốt, lọc càng nhanh. Còn bên kia đây, bên kia này cũng là một cái bình nước bù ẩm này, mà các cái máy liên doanh bây giờ họ, các bác mua siêu thị họ cắt giảm hết cái phần này rất quan trọng nhé. Vậy những ngày hanh khô hoặc là dùng điều hòa, mình cho nước mình bù ẩm này, tăng cái độ ẩm phòng lên. Đây, trong này nó là màng tạo ẩm, con này còn rất mới này, đẹp này. Cái chiếc này bên em bán là 2,3 triệu nhé, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Phí vận chuyển cái máy này đi toàn quốc là hết 80.000. Các bác nào có nhu cầu thì các bác alo theo số điện thoại đây nhé. Có nhu cầu gì các bác alo theo số điện thoại đây, 0989 này này. Bảo hành và chiếc gì các bác alo kênh YouTube của em đây nhé. Chào các bác.